Quyền xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ông Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Sáng Quyền có hấp bánh ú không bà cô chú, của cái gì hàng xóm cho đó. Cái bánh ú bên Trung Quốc này như thế này nè. Tùy theo nhân, mình thích để nhân nào thì để nhân đó, nhưng mà cái nhân này nó hơi lạc, kiểu gì nấu hơi lạc á, không có giống như bên mình. Bên mình thì nấu kiểu như bỏ nhiều gia vị á, nó ngon hơn. Còn này thì dì không có để gia vị gì hết trơn. Dì gói kiểu như bỏ đậu xanh với nếp vô thôi à, chứ không có bỏ thêm cái gì hết trơn á. Cái này phải chấm với đường mía mới ngon, còn ăn không thì nó hơi lạc. Mà cả nhà ăn sáng với Quyền nha. Cái nhân là vậy nè ông bà cô chú. Đậu xanh nè với cái này nè. Cái này trứng muối. Ăn giống như bánh tét trà Vinh vậy cả nhà. Nó không có mùi gì hết trơn, không có gia vị gì hết trơn á. Lạc ghép nè. Bên đây thì gì nó hình như nhân thịt, đậu xanh nhân thịt. Bên đây là hỏng chảo. Bên đây nó ngọt hơn. Bên đây là có cái táo tàu á cả nhà. Táo tàu thì nó rất là ngọt luôn. Bên đây thì đỡ hơn chút. Bên đây có ngọt, còn bên đây thì lạc nhất nè. Bên đây kiểu như có người thì ta để đậu xanh nè, để đậu trắng, đậu đen, đậu đỏ, thịt, rồi đủ thứ luôn. Kiểu như bên đây thích bỏ gì là bỏ đó. Trứng muối nè, thịt heo nè, rồi táo tàu nè, đủ thứ hết. Chứ không phải như bánh ít bên Việt Nam mình. Kiểu như bánh ú bên Việt Nam mình thì nhân thịt nè, nhưng thịt trứng muối cá rồi đó thì nó ngon hơn. Bên đây nó có vị ngọt của táo ngon hơn. Đồ nhặt xong rồi, bây giờ mình bắt đầu phơi nha mà cô chú ơi. Trời hôm nay có nắng. Có nắng rồi. Xếp lại.
Khi nào mà tới mùa lạnh thế mà chỉ lâu lên mặt thôi. Yeah.
quyền mới rước cho Yên về cả nhà. Gia Yên xin chào ông bà cô chú nè. Bà cô chú anh chị và các bạn nha. Gia Yên mê cái con ốc sên nè, bà vậy kêu chào nhìn con ốc sên không mà. Ôi đâu rồi? Trời, cả nhà quyền mừng ghê luôn á. Mình thấy ông chủ chạy ra cái quyền chạy lại hỏi ông chủ, hỏi ông chủ ở đây cho con trồng rau được không, cái ông chủ là được á, cái ông chủ ra đây chỉ cái miếng đất này nè cả nhà, để quyền rảnh cái quyền để về rửa nữa, quyền bằng cỏ xong rồi mới trồng được. Trời ơi, quyền mừng gì đâu luôn á. Chỉ nói chuyện được với ông chủ thôi, còn bà chủ với con của bà chủ thì khó lắm, không có nói chuyện được. Nhưng mà cỏ này hơi bị nhiều rồi, mần hơi bị mệt. Cái này phải có cây cuốc mới được, chứ mần cây dao thì hơi ấy. Mình rủ dây lại đây, móc đất nè, lấy đất nè về trồng cái mấy trăm cái chậu á cả nhà. Còn bên kia thì quyền không có cái xẻng, không có xẻng bự, có xẻng nhỏ xíu à, xẻng này nè. Đây để chủ nhật đi anh thằng bá anh kiếm ở đâu mượn cái xẻng làm cỏ mới được, chứ cái xẻng này là làm không được. Giờ lấy đất trồng lên ngay cái cửa sổ trước đi, trồng mấy cái chiếc gọi là gì ta, gọi là ớt á, mấy cái ớt á, rồi vô mấy cái chậu. Giang giỏi lắm, Giang phụ mẹ nè. Ví dụ mà xin chồng ở đây được á thì nó dễ không, tại vì gần nước, gần cái cống nè, có nước để tưới. Còn trồng cái khúc đằng kia thì nó ngoài đường, nó không có nước. Lấy rất nhiều chút để hồi vô mấy cái chậu kia. Hả? Cái gì vậy? Na cơ sư duyện. Duyện nó quay sao mất thầu lo. Học như đây được rồi ngay. Duyên dùm. Nặng lắm, không có ấy được đâu. Nguyên một thùng. Nè, cầm giùm mẹ đi. Đi vô cả nhà. Duyên như đây được rồi. Hello. Xin chào bà con chú. Thank you.
ớt này Quyền ngắt đọt luôn cả nhà, ngắt đọt và chậm luôn. Nãy Quyền tưới nước nè. Quyền có mua hai cây con hoa hồng nữa nè. Mấy tệ một cây rồi á. Để Quyền để trồng ngay phía trước á. Cây này nó đẹp nè. Đốt nhang mũi cho anh Hồng Bá. Cái nồi này nó bị lửng cho nên là để nhang mũi luôn. Anh bắt đầu anh ngủ riêng rồi ông bà cô chú ơi. Ngày mai Quyền sẽ để Quyền sẽ nói lý do tại sao mà anh Hồng Bá ngủ riêng nha. Còn giờ cũng khuya rồi, giờ Quyền đi ngủ. Dây nằm tự nằm ngủ nè. Trời nóng quá hình ra là Quyền đó bỏ cái anh kia luôn rồi. Bye bye ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền nha. Ông bà cô chú anh chị và các bạn có yêu thương kênh của Quyền á thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau. Bye bye.